bệnh tật của mình. Đó cũng là liều thuốc hữu hiệu. Được, chị cứ yên tâm nghỉ phép để lo cho cháu. Dạ. Yeah. Công việc ở trường tôi sẽ sắp xếp người thay cho chị. Vậy thì tốt quá, xin cảm ơn thầy hiệu trưởng nhiều. À, khoan đã. Dạ. Yeah. Đây là số tiền từ nhà trường, công đoàn và các anh chị em giáo viên góp lại để chia sẻ một chút khó khăn về tài chính trong việc điều trị bệnh cho cháu Tú. Của ít lòng nhiều, mong chị vui nhận. Tôi cảm ơn tấm lòng của thầy và mọi người. Không có gì, anh chị em đồng nghiệp giúp nhau mà, đó cũng là một đạo lý. Ừ. Cảm ơn thầy. Chào chị. Má. Ừ? Tới giờ rồi hả con? Dạ, 4 giờ chiều nay con bay rồi má. Ừ. Để má đưa thêm con ít tiền nè. Thôi, má đưa mà làm gì? Con có mà. Má biết rồi, nhưng mà cứ cầm đi. Nếu không có chuyện gì xài thì đem về cho má. Lỡ qua bên đó nếu không có biết xoay sở làm sao. Cầm đi con. Ủa, tiền đâu mà nhiều vậy má? Tiền của mấy thầy cô trong trường quyên góp giúp em Tú. Mấy thầy cô tốt quá. Thôi, con không xài đâu má. Má cầm tiền này để lo cho em Tú. Con đi nha má. Ừ, con đi đi để trễ giờ. Ừ, con đi. Ba má trên phòng biết gì chưa? Biết gì em? Chị Tú bị bệnh, nghe nói là nặng lắm luôn á. Bệnh gì mà nặng? Nghe nói là hình như là bị bệnh thận hay làm sao á. Mà nếu như mà không có thận thay á thì sẽ phải chạy thận nhân tạo suốt đời á. Nếu như mà chạy thận như vậy á thì không biết bao nhiêu tiền mới đủ nữa. Thì vậy sao? Dạ. Ủa, sao vậy? Tại sao anh Phong với ba có nghe nói gì không? Sao mọi người tỉnh bơ vậy? Không tỉnh thì làm gì? Đúng là đàn ông con trai thiệt luôn á. Vô tình vô cảm quá. Thôi, chuyện người ta kể người ta. Con mang cái tin đó về nhà này làm cái gì? Tôi thấy làm lạ lắm đó. Lạ quen cái gì? Chị làm đi rồi hả má? Ừ. Nè con, rồi ai đón cún? Chút má về má đón, còn sớm mà. Trời, sớm gì nữa má. Má ơi, thôi má đi về má đón cún đi. Đừng để nó đứng ở trường, tội nghiệp nó lắm. Không sao đâu mà. Con ăn cam xong rồi, má đi đón nó liền nha. Má cứ ở nhà với cún đi. Ừ, bữa nay con khỏe rồi, má không phải ngủ với con nữa đâu. Ừ, má cũng nhờ Lý vô ngủ với con buổi tối rồi. Nhưng mà nó về quê rồi mà. Nó mới lên, nghe nói là trường nào đó gọi nó đi phỏng vấn. Ừ, vậy thì tốt cho nó quá rồi. Con tin nó sẽ là một cô giáo tuyệt vời. Khi nào lành bệnh, con cũng sẽ xin về dạy ở trường má luôn nha má. Ừ. Con học để trở thành giáo viên cấp 3, sau này dạy trường má. Ủa, vậy giáo viên cấp 3 không dạy được cấp 1 hả má? Đâu được. Khác chứ. Cấp nào thì có phương pháp dạy của cấp đó. Nhưng mà theo má, học trò cấp 1 là khó dạy nhất. Thật vậy hả má? Ừ. Vậy mà con tưởng dạy cấp 1 là dễ nhất chứ. Dạy cấp 1 đó, không những khó về phương pháp mà còn đòi hỏi cao về mẫu mực sư phạm. Vì đó là người thầy đầu tiên có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của học sinh, con hiểu không? Dạ, con hiểu rồi. Nhưng mà con sẽ cố gắng phấn đấu được như má. Ừ. Alo, con chưa lên máy bay hả? Dạ. Dạ, con đang ở bên ngoài, tí con vào. Dạ, có người trả căn hộ 1.3 tỷ, có bán không hả má? Hồi đó thằng Hưng mua bao nhiêu? Hồi anh Hưng mua thì cao hơn nhiều. Nhưng bây giờ má cũng biết rồi đó, nhà đất xuống giá nên khó bán. Ừ,
Thì tùy con, chứ ba cũng không rành mấy chuyện này đâu. Vậy con gọi lại rồi bảo họ mang đến đặt cọc cho má. Ừ, má biết rồi. Nhưng mà nè, sau này á, nếu mà làm ăn được á, thì nhớ mua căn hộ y vậy trả lại cho thằng Hưng nha. Má, lo cho em đã, chuyện đó tính sao má? Thôi, con cúp máy đây, con phải vào chuẩn bị làm thủ tục đó. Ừ, con đi mạnh giỏi, nhưng mà qua bên đó nhớ gọi điện hàng ngày về cho má, nghe không? Vâng, vâng, con biết rồi, dạ. Chị Lam con có mối bán nhà rồi. Dạ. Vậy con ha. Má. Ừ. Ủa, ba tụi con đi làm chưa về sao? Dạ, ba gọi điện về á, nói là ba có việc bận nên kêu tụi con trước. Việc gì mà bận? Ừ, con đâu có biết đâu, ba chỉ nói vậy thôi à. Thì kệ ba đi, má ăn cơm trước với tụi con đã. Má mới ăn tô bún với dì ba rồi. Ông này gần đây có điều gì như đang cố giấu mình, nghi lắm. Nè, cũng ăn giỏi hả miệng ngoại thương, trứng nè. Giỏi. Ăn xong rồi một chút lên tắm rửa rồi ngủ với bà ngoại ha. Má làm đi chăm sóc dì Út rồi. Khi nào má làm về, má làm mua thật nhiều quà cho con ha. Má làm đi đâu mà về, không ngủ với con hả ngoại? Má làm đi tìm thầy thuốc, trị bệnh cho dì Út. Rồi con có muốn dì Út hết bệnh không? Dạ có. Dì Út hết bệnh, dì Út về á, ở luôn với con phải ở ngoại. Đúng rồi, giỏi lắm. Dì Út về, dì Út ở với con ha. Ăn nè. Giỏi quá. Hãy tha thứ cho ba. Ba không phải là một người cha vô trách nhiệm, mà bởi vì thời gian gần đây ba mới biết con là con ruột của ba. Con không tha thứ cho ba thì làm sao tâm hồn của ba có thể thanh thản được hả con? Ông nói hết chưa? Còn gì thì ông nói luôn đi. Kìa, Tốt. Có nghĩa là ông không còn gì để nói nữa đúng không? Vậy tôi hỏi ông, tôi là kết quả của cái gì? Đứa con tình yêu, một sự lỗi lầm hay là sự ham muốn nhục dục? Giờ ông cũng không bao giờ mong muốn sự có mặt của tôi trên cuộc đời này, đúng không? Từ khi ông ngủ với má tôi tới giờ, ông có bao giờ quan tâm tới má tôi vui buồn sướng khổ như thế nào không? Tú. Còn sự có mặt của tôi trên cõi đời này đã làm cho ba tôi trầm uất mà thức chết, ông có biết điều đó không? Còn tôi suýt nữa đã đánh mất chính mình là bởi vì tôi không còn tin vào ai, tin vào cái gì trên cuộc đời này nữa. Còn Tú à, dục vọng bẩn thỉu đó là điều làm tôi khinh bỉ, để tôi căm thù ông. Ông về đi, để tôi được yên. Về đi. Tú. Con. Sao cả tuần nay không thấy chị chạy thận vậy? Gia đình tôi chưa chạy được tiền nên không có tiền để chạy thận. Đâu có,
ra viện mới thanh toán mà. Đâu có, chạy lần nào mua phiếu lần đó chứ. Ủa, sao con Tú nhà tôi chạy tận mấy lần rồi mà không thấy thanh toán tiền? Ủa, sao cô Tú được ưu tiên vậy? Đến bảo hiểm y tế còn phải đóng tiền nữa là... Ờ, chắc là chị Lam đóng tiền rồi mà má không biết á. Là ai vậy? Uống đi con.